Tôi, Duy Thường, chào tất cả các bạn. Tôi, Mì Quả, chào tất cả anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Duy Thường. Thì clip hôm nay hai anh em chúng tôi thực hiện. Đó là các bạn có thể nhìn thấy anh em chúng tôi đây đã chuẩn bị một quả dưa vào đây. Và đây là bột rau câu. Bột rau câu thì hôm nay anh em chúng tôi sẽ thực hiện, đó là làm sạch rau câu bằng dưa hấu. Thì quả dưa hấu này là tầm 4kg. Thì anh em chúng tôi bây giờ quét ra và cho vào máy sinh tố nghiền lên và làm thành rau câu. Ok, thì bây giờ mình còi sẽ quét ra và cho vào đây máy sinh tố nghiền đi. Mình còi quét đi. Xin nhờ đấy. Quê nghe lửa lại nha. Anh em có nhìn thấy dưa của anh em tôi mua hơn bị đỏ luôn. Vỏ mỏng. Nhìn quả dưa rất ngon luôn. Đấy, quét đấy. Thế là ngoài vỡ vỏ là tí là nhịn đấy. Ok, vậy là anh em tôi đã khoét xong một lửa quả dưa. Chỉ dùng một lửa thôi nhá. Còn một lửa để tí nữa ăn thôi, chứ còn chắc làm mà ăn không hết. Thì anh em tôi đã khoét đây. Để tí nữa sau khi làm xong thạch ấy, thì chỗ này mang anh em tôi sẽ mang đi cho máy sinh tố quay lên và trộn với cái bột này, nấu lên. Và rồi đổ vào cái này lại cho vào tủ lạnh. Trong khoảng tầm 2-3 tiếng thì anh em tôi sẽ bỏ ra thưởng thức. Ok, thì bây giờ mang máy sinh tố ra nghiền đi. Khi là dặm xuống. À đây, 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 bắt đầu. Rồi, mang đây. Ok, thì anh em tôi đã xay dưa hấu ra thành nước đây rồi. Thì quả dưa hấu anh em tôi thì nửa quả dưa hấu thì được cưng lên nước rồi. Và anh em tôi sẽ bây giờ cho thêm cái bột này vào này. Bây giờ sẽ nấu cái bột này lên này. Nhớ là phải có cái bột này thì mới thành nhá anh em này. Có cái bột này thì mới thành, nhớ là phải có cái bột này. Và anh em tôi sẽ cho thêm một ít đường nữa. Đây là lưng bát đường này. Đây là đường hoa mai. Rất vàng luôn. Thì anh em tôi sẽ trộn lên và cho lên ngoáy lên, nấu lên. Khi nấu xong thì anh em tôi sẽ đổ nước dưa hấu vào, lồi luôn, nấu cùng và cho vào cái này, cho vào tủ lạnh. Đấy, ok, thì bây giờ mình quay sẽ xé và cho đường vào, cho lẫn nước đường. Với cái bột sẽ chắc nó màu đi nhỉ? Bột trắng chắc chắn màu trắng. Trắng với vàng nó sẽ ra màu cà rốt. Ừ nhỉ, trông như kiểu ấy. Đấy, bây giờ ngoáy đều lên. Thế ra mình thành đầu bếp được ấy nhỉ. Từ nếu mà thành công là mai anh em tôi mở công ty tạch dầu mình còi và Duy Thường. Đấy, sau khi xong thì anh em tôi sẽ mang cho vào lồi quấy lên. Cho đi, cho không, quấy đều lên. Oh,
Đấy, anh em có thể thấy Minh Quài ngoáy rất điêu luyện. Có thể ngày trước là Minh Quài đang dùng cái mà ngày trước mà Minh Quài không biết có nghề gì nữa. Đấy, anh em có thể nhìn thấy không? Nước chúng ta đang đóng vào kiểu như là thành váng này. Ôi, mẹ này nghe ngon đấy. Đổ nước dấu vào trên nhỉ? Ê, chuyển màu. Chuyển dấu đổi vế. Thôi. Chuyển vế đổi dấu. À, chuyển vế đổi dấu à? Thì chuyển dấu đổi vế nhé. Úi dồi. Đấy. Sau tầm 5 phút thì anh em có thể nhìn thấy này. Dưa, nước dấu và bột của anh em tôi đã sủi lên này. Bây giờ cho các bạn nhìn gần nơi luôn. Đấy, sủi lên này. Bây giờ sẽ múc và đổ dưa hấu đâu. Múc hết cái bọt đi anh. Hết cái bọt đi. Đấy. Mình chứng tỏ khéo tay phết, không biết ngày xưa kiếp trước mình làm những cái nghề gì không biết. Kiếp trước là trộm chó. Mày điên. Chỉ có những bọn đi xa như mày mới trộm chó. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy bây giờ anh em tôi sẽ đổ vào cái lửa cái quả dưa hấu vừa khoét này này và cho vào tủ đá trong tầm 2 đến 3 tiếng thì anh em chúng tôi sẽ bỏ ra và thưởng thức. Ui giời. Ui giời. Anh em nhìn luôn, thấy đẹp không? Đẹp mà thèm không? Vừa khít luôn. Thôi. Đúng rồi. Cho bớt ra nó chặt. Cho bớt một thìa ra. Lửa quả dưa anh em chúng tôi lại bù đắp lại lửa quả dưa rồi đấy. Thì bây giờ anh em tôi sẽ mang vào tủ lạnh không? Đấy, mình quay bê vào tủ lạnh. Bê vào tủ đá. Bê cẩn thận. Ui, anh em có thể nhìn thấy nó đã đóng đông rồi sao này. Anh em tôi đã cho vào tủ ngăn đá rồi đấy. Bây giờ đóng cửa và đợi trong tầm 2-3 tiếng này anh em tôi sẽ bỏ ra thưởng thức và mời tất cả anh em dùng cùng anh em tôi thôi. Rồi, đóng cửa mình coi. Đấy, sang ngày hôm sau thì anh em tôi đã bỏ miếng dưa ra và nó bị đóng đá. Nó đóng đá quá anh em ạ. Nó đóng đá cứng quá rồi. Đấy, vừa còn phải để ra bao nhiêu lâu rồi giờ nó mới được như này ấy. Thì anh em tôi giờ cắt ra và thưởng thức thôi, xem nó có ngon không. Ok, nếu mà ngon thì anh em tôi sẽ bảo tất cả anh em là thưởng thức và làm cùng anh em tôi, và không ngon thì tôi bảo không ngon, đừng có làm theo, phí công phí sức. Ok, bây giờ mình quay sẽ bổ ra nè. Dưa của anh em tôi đã cắt ra thành rất nhiều miếng, bây giờ anh em tôi sẽ thưởng thức rồi. Minh Quài đã thưởng thức à? Anh có thưởng thức không? Ăn được. Ăn được. Thưởng thức xem nó vị như nào. Ôi. Ngon. Lạnh buốt buốt răng chứ. Để ăn thế, ôi. Thế sông răng à? Lạnh quá. Hương vị nó như nào? Nói chung là hương vị là mùi của dấu. Mùi dấu. Ngọt. Ngọt. Lạnh thì chắc giống đá rồi. Nhưng mà ngon. Ngon. Đây lửa quả dưa hấu của anh em tôi thì được đôi 4-6 miếng. Chia đều ra mỗi người 3 miếng, ăn hết đi. Mình quài tham ăn, buốt răng rồi. Úi dồi, anh em nhìn này, đóng đá, đóng tuyết luôn này. Để lâu quá. Căn bản là cái này chỉ để tầm đôi 3 tiếng là ăn được. Nhưng hôm qua anh em tôi có việc bận nên là để qua đêm. Nên là hôm nay nó đóng đá vào. Nó đóng đá quá, nên là ăn mất ngon. Bây giờ Duy Thường sẽ thử nè, mời tất cả anh em dùng nhá. Minh Quài vợ không mời anh em à? À quên, mời tất cả anh em nhá. Quên, mày ăn quá ngon quá quên. Đấy, đây này. Anh em nhìn này, nó đóng tuyết vào luôn này. Nó lâu, để lâu quá. Ăn nó nhão nhão cái bột kiểu gì đấy. Đúng không? Bột thạch cũng được, nó phải nhão. Để đóng tuyết quá. Ăn ngon đấy. Vị dưa hấu ấy. Xong rồi ăn đá ở nhìn này. Các bạn nhìn như muối à.
để lâu quá. Này chừng 2-3 tiếng thôi. Bỏ ra lỡ còn nó bầy nhầy mình nhầy ấy. Đúng rồi. Thì nó ngon. Ủa, đây như là đang ăn đá ấy. Các bạn nhìn thấy không? Dưa hấu, thạch dưa hấu của chúng ta thành như tuyết rồi. Cái món này theo như thường cảm nhận thì nó cũng khá ngon đấy, ăn nó rất mát luôn. Anh em nào ở những khu vực nó nóng nóng ấy, hay là hay bị nóng vào người ấy, nóng trong người ấy, thì anh em làm cái món thạch này ăn, tôi nghĩ là nó sẽ mát, giải nhiệt được cơ thể. Anh em nhìn thấy miếng dưa hấu của chúng ta đỏ chói không? Thạch dưa hấu nhìn thèm dã man luôn, nhưng mỗi tội là hơi bị lạnh quá. Đây, anh làm miếng. Đấy. Anh em có nhìn nó có kích thích không? Nhìn đỏ chói luôn, nhìn có phá tan cơn nóng mùa hè không? Đấy. Úi giời. Nói chung là anh em tôi lần đầu làm mà như này đúng là kỹ thuật nó quá chuẩn luôn đấy. Lần đầu luôn đấy, làm luôn. Và thưởng thức thì ăn cũng đấy, ngon. Anh, vị nó như nào? Ngon không? Mát nhỉ? Mát. Bị để lâu quá, tại hôm qua đáng kể là chiều hôm qua anh em mình thưởng thức luôn ấy thì là ngon, nhưng hôm nay để lâu quá. Mát mát vừa vừa thôi là ăn là tuyệt vời luôn nhỉ. Đây lần đầu bọn em làm đấy. lạnh hả? Đây cũng là lần đầu tiên của anh em tôi, thì thật sự là nếu mà để tầm chiều qua anh em tôi thưởng thức luôn ấy thì nó tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn. Còn hôm nay ấy thì nó là hơi quá một tí, để sau một đêm ấy nó đóng đông quá rồi. Để ngăn đá nó đóng thành đá hết rồi. Hôm nay nó đóng đá hết rồi. Chiều làm lại. Không, chờ anh em mình làm ngũ quả luôn. Ngũ quả. Đấy, ok. Ok thì qua clip này tôi cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ anh em tôi trong thời gian qua. Anh em nào yêu quý thì nhớ cho anh em chúng tôi một like, share cho tất cả các bạn cùng xem. Các bạn có ý tưởng mới lại thì comment thẳng dưới video này để anh em chúng tôi thực hiện. Còn bây giờ thì anh em tôi phải đi làm lại cái thạch này, rau, câu, hoa, quả khác để thưởng thức, vì cái món này nó hơi bị quá đà vì để trong tủ lạnh nó hơi lâu rồi. Ok, thì bây giờ hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Tôi, Duy Thường, chào tất cả các bạn. Tôi, Duy Thường, chào tất cả anh em. Tôi, An Bụng, chào tất cả anh em. Bye bye.